Xin chào cô bác chị bạn. Trước tiên Sơn xin kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và an nan. Hôm nay Sơn làm cái món cơm chiên dưa bò. Đây mình cũng chuẩn bị mớ cơm nguội. Đây ít thịt bò. Đây dưa cải. Dưa cải này mình mua về mình rửa nước ấm ấm. Ngâm hồi cái mình rửa. Mình sắc miếng miếng thế này. Đây có 3 trứng gà với hành. Dầu hào, nước tương, tiêu. Dầu màu điều. Với đây dầu mè. Ốp bò cho nó thấm, bò nó ngon. Tiêu, dầu hào, nước tương, dầu mè, chút xíu hành tím tỏi, tí hạt nêm, tí bột ngọt. Rồi, mình trộn cho nó đều luôn. Cái cơm chiên dưa bò người ta chiên luôn, người ta cũng không cần ốp, nhưng mình không có thích gì. Người ta lý do là mình không ốp, cái mình ăn hạt cơm nó không có vị gì hết, nó lạt nhách không ngon. Mình ốp cho nó đậm đà chút. Hành lá, số lượng cơm nhiều, mình cho hành lá cũng nhiều. Nước tiêu, ít bột ngọt, ít hạt nêm, cho một chai màu dầu điều vô. 3 trứng gà thái dương, mình trộn cái này hồi mình lúc mình chiên cơm ăn hạt cơm nó cũng béo mà nó thơm, nó đậm đà hơn. Là món ăn mỗi người mỗi cách nấu khác nhau. Nói sao là mình nghĩ mình nấu ăn cho vừa có vị mình là được. Chứ không phải là nguyên tắc, ví dụ làm cái món này là làm phải đúng nguyên tắc. Nhiều khi mình không hợp khẩu vị mình. Cái bò là mình xào cho nó khoảng 8 phần 9 là được. Dưa với bò vô xào tiếp. Xin chào bà cô bác anh chị và các bạn. Xin chào bà cô bác anh chị và các bạn. Ê, hôm nay hai anh em thi nhau ăn cơm chiên dưa bò thử bữa ha. Hai anh em cũng chưa từng ăn đúng không? Chưa. Ê, mình chuẩn bị hai dĩa cơm chiên dưa bò đây. Cái này ăn thì nó không ngán à. Nó có hậu dưa cải chua chua. Nó ngán. Dưa bò là dưa với thịt bò hả? Đúng rồi. Người ta nói cho lẹ là cơm chiên dưa bò hai cái bảy đó thấy. Hai bé nói ở dưa bò là dưa gì thế. Anh quý vị luôn. Đây. Dưa với thịt bò. Dưa cải với thịt bò. Hai cái rưỡi, mỗi người hai cái rưỡi đó. Tại sao anh Huy? Cháu ok không? Sao?
Nhắm 2,5 kg làm được không? Được. Được hả? Được, mình tính chuyện trong năm ha. Thì trước tiên thì Sơn cũng cảm ơn cô bác chị bạn comment vô kênh gửi với Sơn, đó là như trận thi đấu như thế này chỉ một giải nhất, người thua không được giải. Thì Sơn cũng muốn như vậy, nhưng mà khi cũng tội nghiệp em cái người vụ Thái thua anh Quy đi, ví dụ tội nghiệp em đó không có gì hết, thì như cũng ba sĩ cũng an ủi, nhưng mà ba sĩ đó an ủi mình biết là an ủi, nhưng mà anh em cũng cố gắng, anh em mình biết anh em mình rất là cố gắng để quay được nhiều clip, cuối tháng còn đồng lương nữa. Thì Sơn một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bác chị bạn đã comment góp ý với Sơn. Bây giờ vô vấn đề chính ha. Hai anh em được 20 phút, sao hơi khó đó, cần quá anh ơi, cần 25 đi anh ơi. Rồi 25 thế anh cũng nhiều quá, chị bạn em vô kênh nói là để thời gian ngắn thôi chứ hấp dẫn, nhưng mà theo yêu cầu của em là 25 phải không? Tại vì cơm chiên nó cũng khô quá. Rồi ok, anh sẽ để 25 hai anh em luôn. 25 phút anh Huy. Thắng được 1 triệu, thua thì được tiền sân, nhưng mà bữa ha. Sơn cũng đại diện hai anh em tổng mời cô bác anh chị các bạn dùng cơm với hai anh em mình. Xin mời. Rồi chuẩn bị đi. 1 2 3. Cái này thời gian dài mà, 25 phút mà. Mấy này không có nạp nhanh được. Nạp nhanh mắc ngạn. Nó xuống không kịp lắm. Cho nó mới bị kẹt xe. Rồi, hai anh em hôm nay mình ngoại lại. Hai anh em cho tặng cho hai anh em 2 ly nước. Được rồi. Cho một người 2 ly nước. Ủa, hết ly rồi mình chăm thêm cho người ly nữa. Cho 2 nước mà hút lại 5 phút cũng được. Nước cục luôn rồi. Đây, cơm chiên. Nước lẹo. Cơm chiên thì nó buộc nó phải vậy thôi. Chứ không phải bún bánh canh gì thì nó mềm, nó nước. 2 ly nước. Ủa, hết ly rồi chăm thêm ly nữa.
Thêm một ly nước. Thấy còn ly nữa thấy. Chăm thêm cho thấy nha, một ly nước luôn.
lắc cho xuống. Thôi thôi, em còn nhiều quá, em quên hết rồi. Quá hay, 21 phút, là 20 phút anh em thua mình rồi. Anh em xin thêm 5 phút, quá hay luôn. Ok, phần thưởng của anh Huy. Quá hay luôn, cái công khô vậy bạn lẹ. Cái này mà nó còn đi từ trống á. Nó chơi xuống kia hết à? Ừ. Cảm ơn chú Hai cho thêm ly nha. Cho thêm ly là anh chắc đứt. Thấy cũng ly nữa nhưng mà thấy hình như là khô quá, nước không lẹ bằng anh. Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn lại. Bye bye.